Liên quan đến vụ ô tô tải chèn ép xe cấp cứu trên đường tại Tuyên Quang, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip tài xế xe cấp cứu chặn đầu ô tô tải. Sau khi đoạn clip ghi lại hình ảnh ô tô tải mang biển kiểm soát 22C042XX do tài xế VTP sinh năm 1978 trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang điều khiển liên tục đánh võng chèn ép xe cấp cứu được đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã vào cuộc xem xét. Cụ thể, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tuyên Quang đã xác minh vụ việc, lập biên bản xử phạt tài xế VTP với lỗi không nhường đường xe đặc quyền ưu tiên phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ và không có giấy phép lái xe. Tuy nhiên, ngay tối ngày 18 tháng 10, trên mạng xã hội lại xuất hiện góc quay khác bất ngờ về vụ việc. Cụ thể, trong clip mới xuất hiện, tài xế xe cấp cứu đã điều khiển xe vượt lên và chặn đầu xe ô tô tải. Sau đó, hai người đàn ông trên xe cấp cứu đi xuống, xe ra đôi cò với tài xế xe tải. Thậm chí, người đàn ông bước ra từ ghế lái của xe cấp cứu còn vung tay vào tài xế xe ô tô tải. Người này sau đó quay lại xe và mang theo một chiếc gậy. Lý giải về hình ảnh ghi lại cảnh vung tay về phía lái xe tải và sau đó quay lại xe lấy gậy, tài xế Nghị cho biết do lái xe tải ngồi trong xe có thái độ, thậm chí còn kéo cửa kính, đưa điếu cày ra dọa đánh nhanh. Về tình tiết mới này, ngày 19 tháng 10, Chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã chuyển việc tài xế xe cấp cứu vừa lên chặn đầu ô tô tải tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Vì này cũng cho biết thêm, cơ quan điều tra đang làm rõ về hành vi có dấu hiệu gầy gò, làm mất an ninh trật tự của tài xế xe cấp cứu. Nếu không đến mức xử lý hình sự, Công an huyện Sơn Dương sẽ quyết định xử lý hành chính hoặc nhắc nhở cảnh cáo tài xế xe cấp cứu tùy theo kết quả điều tra. Trong quá trình làm việc với công an, anh VTP cũng chưa có khiếu nại gì, vị này cho biết.